Kênh Tử Vi hôm nay xin chào các bạn ạ. Các bạn thân mến, trong ngày mai lộc lá về tay khá nhiều trong nhờ có chính tài mở đường. Số vất vả nhưng trời không phụ lòng, có cố gắng thì sẽ có quả ngọt tìm tới trong công việc hiện tại. Ngày này là ngày đẹp cho việc mua bán đất đai, vàng bạc, nhà cửa, sang tên đổi chủ. Nhiều người trả được số nợ bản thân phải gánh trong thời gian qua. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi tử vi mới nhất nha. Tử vi tuổi Tý ngày mai. Chính quan soi đường, ngày mai chính là ngày người tuổi Tý khẳng định vị thế của mình. Với đầu óc minh mẫn, bạn thường đưa ra được những phương pháp giải quyết vấn đề cực kỳ mới mẻ. Người làm lãnh đạo cũng nhận được sự kính trọng và khâm phục của nhân viên cấp dưới. Bạn đề ra được những đường lối đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi lối mòn và hướng tới những mục tiêu có tính khả thi. Con số may mắn 37, 74, 24. Tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Tuổi Mậu Tý ngày 23 tháng 5 năm 2024 có nhiều sự xoay chuyển, thay đổi bất ngờ, hoặc ngày gặp nhiều áp lực về công việc, hoàn cảnh gây ra. Mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn. Không nên hành động mà bị vướng mắc. Có tin xa, gặp lại người xưa, chuyện cũ. Sự mong cầu về tài lộc, tiền bạc có tính bất ngờ không nên so đo, tính toán. Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tuổi Canh Tý ngày 23 tháng 5 năm 2024, có thể người cũ, việc cũ sẽ quay trở lại khiến mình phải bận tâm tiến hành. Nên xem xét lại hoặc dò xét xem những mong muốn thay đổi theo thực tế. Ngày có nhiều bận rộn và khó có một quyết định kết thúc. Có cuộc gặp gỡ hoặc có tin tức, người thân, bè bạn, ngày có sự bôn ba. Có tài lộc. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tuổi Nhâm Tý ngày 23 tháng 5 năm 2024, nên chăm chú vào những công việc hiện tại có tính cách riêng tư. Không nên bàn ra tán vào những chuyện không hay của người khác dễ làm ơn mắc quán. Nếu có ý định thay đổi công việc hoặc đang gặp trở ngại cũng không nên quyết định nhanh chóng. Ngày có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có tiền bạc. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tuổi Giáp Tý ngày 23 tháng 5 năm 2024, tuy là ngày tốt nhưng cũng không nên tiến hành làm những việc lớn. Có tài lộc nhưng dễ hao tán trong việc chi dụng, nợ đáo hạn, tu bổ nhà cửa, xe cộ, máy móc, thân nhân đau yếu hoặc có tang. Cẩn trọng khi sử dụng xe cộ, đi đường, nuôi súc vật. Không nên nhận xe, máy móc, nhưng nếu làm nghề rửa xe, sửa xe, máy móc thì tốt. Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Tuổi Bính Tý ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chỉnh trang trong nhà hoặc trong công sở vì có cuộc họp, tiệc tùng. Ngày có nhiều sự giao tiếp. Có tin tức về tiền hoặc về công danh, tình cảm. Tử vi tuổi Sửu ngày mai. Ngày mai, công việc của tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ. Con giáp này thường tự giải quyết được những vấn đề khó khăn nhờ vào kinh nghiệm và bản lĩnh. Đó là lý do khiến bản mệnh thường được tin tưởng giao cho những công việc quan trọng. May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác thực hiện những dự án mới. Con số may mắn 95, 91, 59. Tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Tuổi Kỷ Sửu ngày 23 tháng 5 năm 2024, việc đến như thế nào chỉ làm như thế ấy, cần phải giới hạn mọi việc thì sẽ có kết quả tốt. Bằng ngược lại sẽ bị nhiều chuyện vướng mắc, buồn phiền nhất là trong cuộc vui, giao thiệp. Tuy nhiên cũng có cơ hội, hoặc có quý nhân giúp đỡ và gặp được bè bạn, thân nhân đem lại điểm tốt. Ngày dễ hao tốn tài lộc. Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tuổi Tân Sửu ngày 23 tháng 5 năm 2024 có tin tức thay đổi về công việc cũng như về chuyện tình cảm. Điềm tốt hay xấu chưa biết được, phải nên cẩn trọng mà tiến từng bước sẽ gặp điều lợi. Sự háo thắng vội vàng chỉ đạt được ở buổi ban đầu sẽ không có lợi, cho nên hành động như thế nào để cho mình khỏi bị vướng kẹt là tốt. Tài lộc đến nhanh, hao nhanh. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tuổi Quý Sửu ngày 23 tháng 5 năm 2024 không nên vướng vào những công việc hoặc tình cảm mà mình không có dính líu,
quan hệ. Nếu chính là chuyện của mình thì nên nhẫn nhịn, lấy sự hòa thuận làm đầu để giải quyết, sau mới dùng đến nguyên tắc. Ngoài ra chỉ nên chăm lo đến những công việc hiện tại hoặc những công việc đã có dự tính. Tài lộc trung bình. Có tin buồn. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, tuổi Ất Sửu ngày 23 tháng 5 năm 2024, nên cẩn trọng trong công việc làm ăn, có kẻ muốn dùng đến luật lệ, quy tắc khống chế, ràng buộc mình. Sự việc chưa xong chớ nên vội và kết thúc. Nhận được tin cũng không nên hốt hoảng, bất mãn, có thể là do sai lạc hoặc hiểu lầm. Tuy nhiên vẫn có tin vui về tình cảm, có quý nhân đến giúp ý kiến. Tài lộc trung bình, có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Tuổi Đinh Sửu ngày 23 tháng 5 năm 2024, mọi việc nên có sự chậm rãi. Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, trắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, trắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Tử vi tuổi Dần ngày mai. Thủy sinh một báo hiệu những dấu hiệu cát lành trên con đường xã giao của người tuổi Dần. Bạn nhanh chóng kết bạn và hòa nhập với tập thể, nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Trong gia đình, bạn là một người vợ, người chồng mẫu mực khi luôn giúp đỡ nửa kia và lắng nghe con cái. Bầu không khí trong nhà bạn lúc nào cũng hòa thuận, đầm ấm, khiến mọi người xung quanh vô cùng ghen tị. Con số may mắn 3, 6, 30. Tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Tuổi Canh Dần ngày 23 tháng 5 năm 2024, gia đạo rất bận rộn về công ăn, chuyện làm, nhà cửa, sức khỏe. Cần cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, hoặc có sự hư hao về xe cộ, máy móc, có tin buồn. Việc dùng tiền để gỡ rối hoặc bù đắp nên dời vào một ngày khác. Cần hỏi ý kiến của quý nhân liên hệ. Tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tuổi Nhâm Dần ngày 23 tháng 5 năm 2024, có nhiều biến chuyển thay đổi nhanh chóng và bất ngờ trong ngày. Mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay. Hãy hết sức thận trọng ngay cả vấn đề đi lại, di chuyển cũng nên cẩn trọng. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, đến hẹn cần phải giải quyết. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tuổi Giáp Dần ngày 23 tháng 5 năm 2024, cần phải nghiêm chỉnh và hết sức cẩn trọng trong mọi việc đến với mình. Ngày có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Gia đạo rất bận rộn về công ăn, chuyện làm, nhà cửa, sức khỏe. Không nên di chuyển, đi xa. Bình tĩnh khi gặp áp lực từ nơi khác. Tình cảm không tốt. Tài lộc kém, dễ hao tài, dễ gặp chuyện thị phi, sự phiền toái. Nói chung mọi việc đều không tốt. Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Tuổi Bính Dần ngày 23 tháng 5 năm 2024, mọi việc cầu mong về đi xa, di chuyển nên có sự cẩn trọng, có trở ngại. Ngày có nhiều việc hoặc tin tức đến cần phải lo toan, giải quyết. Có khách đến, có tin xa về việc làm cũng như tình cảm. Tài lộc trung bình. Có tin buồn về sức khỏe. Tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Tuổi Mậu Dần ngày 23 tháng 5 năm 2024, mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay. Cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, đến như thế nào thì hành động như thế đó. Nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng không nên để bị lôi cuốn, hãy chờ một dịp khác. Tử vi tuổi Mão ngày mai. Ngày mai, cục diện tương hình mang tới những ảnh hưởng tiêu cực khiến tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác. Con giáp này trở nên quá mức kiêu ngạo và chủ quan, không muốn nghe theo ai nên dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác. May mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự và tha thứ cho những lỗi lầm của bản mệnh. Vì vậy, nếu có vấn đề gì khó khăn, bản mệnh nên trò chuyện với người ấy để hai người cùng tìm cách giải quyết. Con số may mắn 16, 64, 58. Tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Tuổi Tân Mão ngày 23 tháng 5 năm 2024, nếu có sự gặp gỡ hoặc được tin tức mời hợp tác, đầu tư, nhận công việc mới thì nên chậm rãi, chưa phải là lúc quyết định. Nên làm những công việc bình thường trong ngày.
có tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến thăm. Ngày có tiệc tùng, đình đám. Mọi việc chỉ nên giới hạn, không nên đi quá xa, dễ hao tài. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuổi Quý Mão ngày 23 tháng 5 năm 2024, chuyện vui chơi, giải trí, hợp bạn, đình đám nên có sự giới hạn, kéo dài thì dễ gây ra chuyện không tốt. Nếu là về công việc nên cẩn thận có sự trắc trở, mất tin, chậm chạp, hoặc có tin xấu. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, hẹn ước. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tuổi Ất Mão ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày không nên hành động hoặc mưu sự những việc lớn lao. Nếu có người đến đề nghị hoặc bàn thảo công việc cũng chớ nên tin vì sự thật không đúng như vậy. Chỉ có những tin đem lại sự bất lợi cho mình, hoặc sự khó khăn của những người khác mong muốn mình giúp đỡ. Ngày chỉ nên ngồi yên. Tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Tuổi Đinh Mão ngày 23 tháng 5 năm 2024, có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng, nếu không tỉnh táo thì dễ bị kẹt. Hãy nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới tiến hành hoặc ra đi. Sự việc xảy ra sẽ không được như ý muốn hoặc bị thiếu sót cần phải tu bổ, bổ sung. Nếu có cuộc gặp gỡ họp mặt, tiệc tùng, sẽ có chuyện không như ý, có sự hư hại. Có tài lộc nhưng dễ hao. Tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Tuổi Kỷ Mão ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng, nếu không tỉnh táo thì dễ bị vướng kẹt. Làm gì cũng phải có sự khéo léo, tránh sự va chạm dù đó là công việc hay là chuyện tình cảm khiến cho không có sự êm xuôi trọn vẹn. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, hẹn ước. Tử vi tuổi Thìn ngày mai. Tam hợp giúp sức, người tuổi Thìn không phải lo lắng gì nhiều về công việc trong ngày ngày mai. Thậm chí bạn không phải cố gắng quá sức vì đi đâu cũng được người giúp đỡ. Người trẻ tuổi còn có thể nhận được sự chỉ điểm của quý nhân. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, rồi bạn sẽ được truyền dạy cho nhiều kinh nghiệm quý giá để áp dụng vào thực tế công việc, tránh được những nguy cơ trước mắt. Con số may mắn 36, 9, 27. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Tuổi Canh Thìn ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày xung của bổn mạng, nên thực hiện hoặc tiến hành những công việc đã có sự dự định trước. Đề phòng sự việc xảy ra, có sự trắc trở hoặc không đúng với ý nghĩ. Nếu có mong cầu về tiền bạc, tài lộc thì cũng phải chật vật khó khăn mà cũng không được như ý, đề phòng tiểu nhân, hoặc do sự lầm lẫn của họ đem đến sự thiệt hại cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Tuổi Nhâm Thìn ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Tính toán gì cũng hay gặp sự trắc trở khó khăn, chậm trễ, hoặc không biết tính toán nên tiến hay nên thoái. Sự quyết định nên để vào một ngày khác. Nên hoàn tất những gì đã có dự tính hoặc đến hạn kỳ. Có tài lộc. Có tin buồn. Tâm tình bất an. Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tuổi Giáp Thìn ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Nếu có mong cầu về tiền bạc, tài lộc thì cũng phải chật vật khó khăn mà cũng không được như ý, không nên hành động, tiến hành công việc. Đề phòng tiểu nhân, hoặc do sự lầm lẫn của họ đem đến sự thiệt hại cho mình, hoặc người mình mong cầu không có khả năng giúp đỡ. Nên yên phận. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tuổi Bính Thìn ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Việc gì cũng có sự giới hạn của nó. Nên hài lòng với chuyện hiện tại, không nên toan tính thêm nhiều chuyện sẽ không có lợi. Có cuộc vui nhỏ hoặc được mời dự tiệc. Có tin tức không tốt về sức khỏe, công danh, bổn mạng của thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Tuổi Mậu Thìn ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Không nên than van hoặc âu lo. Nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin tức xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Có tin tức ở xa. Một ngày vất vả, bận rộn, hay lo. Tử vi tuổi Tỵ ngày mai. Ngày mai,
Tuổi Tỵ cứng cỏi thường thích tự làm mọi việc theo ý của mình, không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh. Chính vì vậy mà nhiều khi, bản mệnh rơi vào tình cảnh bị cô lập, không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai. Ngoài ra, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang dần trở nên lạnh nhạt. Nếu những khúc mắc không được tháo gỡ thì đôi bên sẽ ngày càng xa cách hơn. Đừng tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm giữa hai người. Con số may mắn 86, 73, 94. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 1941, tuổi Tân Tỵ ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày có nhiều tin tức hoặc có khách đến bàn về công việc làm ăn, hoặc đính ước về các chuyện tình cảm. Công việc hay bị bỏ dở, phá ngang để giải quyết công việc mới. Nội bộ có sự phiền lòng hoặc có tin buồn về sức khỏe của thân nhân, bè bạn, đồng nghiệp. Có tài lộc. Tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Tuổi Quý Tỵ ngày 23 tháng 5 năm 2024, có nhiều tin tức vui buồn lẫn lộn về sự thuyên chuyển việc làm, nơi ăn chốn ở, sức khỏe của người thân hoặc bè bạn. Nếu là chuyện của mình thì nên tìm gặp quý nhân để cho biết ý kiến, không nên vội vã, có chuyện buồn về tiền bạc. Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tuổi Ất Tỵ ngày 23 tháng 5 năm 2024, có người khác phái đến nhờ mình hỏi ý kiến hoặc giúp giải quyết vấn đề khó khăn. Cần phải có sự khéo léo khi nên ý kiến vì còn những yếu tố khác mà mình chưa biết được. Chỉ nên làm việc bình thường, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ không có kết quả. Có tin không tốt của người trên hoặc quý nhân. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Tuổi Đinh Tỵ ngày 23 tháng 5 năm 2024, mọi chuyện đến không phải là dễ dàng. Nên suy nghĩ kỹ, một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra, nên cầu viện quý nhân về ý kiến. Dễ gặp chuyện buồn phiền, tranh cãi, gia đạo bất an. Tài lộc còn chậm. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ, hoặc công việc bị trắc trở. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Tuổi Kỷ Tỵ ngày 23 tháng 5 năm 2024, nên cẩn trọng trong mọi sự. Dù công việc hay tình cảm có dễ dãi cũng không nên đi quá xa dễ gặp sự mít lòng hay trách oán, hao tốn. Làm công việc gì thì cũng phải làm đến khi có sự kết thúc, chớ nên bỏ dở, phá ngang. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Tử vi tuổi Ngọ ngày mai. Tý Ngọ tương xung đẩy người tuổi Ngọ vướng vào tình thế khó khăn trong công việc. Bạn chẳng nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai nên luôn phải tự lực cánh sinh. Điều đó khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thủy khắc hỏa, mối quan hệ của bản mệnh và người ấy đang ngày càng trở nên căng thẳng, thậm chí dần đi đến kết cục đổ vỡ. Chính bạn cũng không hiểu được bản thân mình nên cứ mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Con số may mắn 44, 33, 99. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 1942. Tuổi Nhâm Ngọ ngày 23 tháng 5 năm 2024, đường tài lộc khá ổn định nhờ sự hỗ trợ của thiên tài tinh. Con giáp này có cơ may trong những việc như cá cược vui với bạn bè, người thân hoặc bốc thăm trúng thưởng, tìm vật rơi. Nhưng nhắc nhở các bạn nam tuổi này nên tránh xa cờ bạc vì nguy cơ cao bạn sẽ trắng tay. Tử vi tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Tuổi Giáp Ngọ ngày 23 tháng 5 năm 2024, không nên tiến hành công việc, đi xa. Không nên có sự giao kết, hẹn gặp chỉ đem đến điều bất lợi, không có kết quả. Cầu mong tin tức không tốt. Tâm tình bất an. Nên ngồi tại chỗ. Kết quả được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mọi việc đều chưa kết thúc, chưa có sự giải đáp thỏa đáng. Tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tuổi Bính Ngọ ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày có nhiều việc phải lo, ưu phiền. Nội bộ gia đình, công sở, không nên tranh cãi. Sự rủi ro, đảo lộn, bất trắc rất dễ đến, ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi. Sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an. Có người đi xa. Có tin xa. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tuổi Mậu Ngọ ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày có nhiều việc phải lo lắng, ưu phiền. Sự rủi ro, đảo lộn, bất trắc rất dễ đến. Nội bộ gia đình, công sở, không nên tranh cãi, vì không chỉ đến có một chuyện.
ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi. Sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an. Có người đi xa. Có tin xa. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Tuổi Canh Ngọ ngày 23 tháng 5 năm 2024, không nên mưu cầu những chuyện lớn lao chỉ đem lại sự vất vả, trái ý, tốt trước xấu sau, lợi hại đi liền. Cho nên kết quả được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mọi việc đều chưa kết thúc, chưa có sự giải đáp thỏa đáng. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Cuối ngày có tin tốt hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, có sự hao tốn về giao thiệp. Tử vi tuổi Mùi ngày mai. Ngày mai gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của tuổi Mùi. Con giáp này có thể vô tình đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay. Do đó, bản mệnh cần tập trung vào công việc hơn, đừng tạo ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Bên cạnh đó, những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Nếu thật lòng muốn giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần lắng nghe ý kiến đối phương, đừng quá đề cao cái tôi của mình. Con số may mắn 32, 29, 17. Tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 1943. Tuổi Quý Mùi ngày 23 tháng 5 năm 2024, trong ngày có nhiều biến chuyển thay đổi, hoặc có sự gặp gỡ không hẹn trước. Không nên hấp tấp vội vàng khi có ý định thay đổi phương hướng công việc, làm ăn, hoặc về chuyện tình cảm. Có tin buồn. Nếu hoàn cảnh hiện tại có sự bất lợi và có người đến mời hợp tác làm ăn, hoặc có tin thì không nên trả lời dứt khoát. Tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Tuổi Ất Mùi ngày 23 tháng 5 năm 2024, nếu có tin tức hoặc có người đến mời mình hợp tác làm ăn thì nên suy nghĩ, chớ hấp tấp quyết định nhanh chóng, còn nhiều ẩn ý của họ ở phía sau, chỉ đem lại lợi ích nhỏ nhoi. Có sự gặp gỡ của thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức. Có sự hao tốn về giao thiệp mua sắm, tiệc tùng. Có tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi ngày 23 tháng 5 năm 2024, nên tìm gặp quý nhân hoặc tự mình phải suy nghĩ ra những sáng kiến khác thì mới có thể thành công. Nếu không, cần phải tìm hiểu ý nghĩ còn ẩn giấu khi nhận được tin tức hoặc của người bàn thảo với mình. Có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn về đồ đạc, vật dụng. Hãy đắn đo về chuyện tiền bạc, không nên nóng nảy, hấp tấp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tuổi Kỷ Mùi ngày 23 tháng 5 năm 2024, nên tìm gặp quý nhân hoặc tự mình phải suy nghĩ ra những sáng kiến khác thì mới có thể thành công. Nếu không, cần phải tìm hiểu ý nghĩ còn ẩn giấu khi nhận được tin tức hoặc của người bàn thảo với mình. Có sự tu bổ, sửa chữa về đồ đạc, vật dụng. Hãy đắn đo về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Tuổi Tân Mùi ngày 23 tháng 5 năm 2024, không có gì phải nóng vội khi có người đến báo tin về công việc cũng như về tình cảm. Tuy gặp điều tốt nhưng cũng nên nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng và nêu những ý kiến của mình cho vấn đề được tốt hơn. Có cuộc đi ngắn. Mọi việc không nên quyết định nhanh chóng. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi Thân ngày mai. Thiên tài nâng bước, người tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh, chẳng phải lo đến chuyện chi tiêu. Đặc biệt, nếu bạn là người dành thời gian cho các công việc tay trái thì nay là lúc bạn nhận được tiền công xứng đáng. Kim sinh thủy cho thấy người ấy đang dành cho bạn tình cảm chân thành. Con giáp này cảm thấy những hy sinh trước đó của mình thực sự xứng đáng, bạn cũng đã được đối phương yêu thương và quan tâm hết lòng. Con số may mắn 26, 31, 56. Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Tuổi Giáp Thân ngày 23 tháng 5 năm 2024, không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết hoặc gặp người cần gặp. Chớ nên để sự việc đã xảy ra rồi mới lên tiếng. Việc gì cũng phải đi trước một bước kẻo lỡ việc. Về lời ăn tiếng nói, giấy tờ phải có sự khéo léo và không nên khẳng định, không thành công. Tài lộc có chút ít. Tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Tuổi Bính Thân ngày 23 tháng 5 năm 2024, nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn, trở ngại trong ngày. Tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Tâm tình bất an, có tin buồn. Ngày có nhiều sự âu lo.
đề phòng rủi ro, bất trắc. Có người đến nhờ vả mong giúp đỡ, và chính mình cũng nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tuổi Mậu Thân ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày có nhiều sự âu lo. Tâm tình bất an, có tin buồn. Sức khỏe không tốt, tiến hành công việc thì phải chịu bôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn, trở ngại trong ngày. Tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro. Nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tuổi Canh Thân ngày 23 tháng 5 năm 2024, việc gì cũng phải đi trước một bước kẻo lỡ việc. Chớ nên để sự việc đã xảy ra rồi mới lên tiếng. Không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết hoặc gặp người cần gặp. Về lời ăn tiếng nói, giấy tờ phải có sự khéo léo và không nên khẳng định, không thành công. Có tài lộc. Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Tuổi Nhâm Thân ngày 23 tháng 5 năm 2024, nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn, trở ngại trong ngày. Ngày có nhiều sự âu lo. Tâm tình bất an, có tin buồn. Sức khỏe không tốt, tiến hành công việc thì phải chịu bôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro. Nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử vi tuổi Dậu ngày mai. Ngày mai, tuổi Dậu phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với những rắc rối do cục diện tương phá gây ra. Tinh thần làm việc thiếu tập trung, uể oải có thể khiến bản mệnh phạm phải những lỗi sai không đáng có. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bản mệnh quen biết từ trước đi nữa, bởi điềm báo hôm nay có kẻ ném đá giấu tay xuất hiện. Con giáp này nên chủ động trong mọi việc, không hoàn toàn phụ thuộc vào ai. Con số may mắn 16, 48, 45. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Tuổi Ất Dậu ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Không nên tính toán chuyện cao xa, mọi việc chỉ nên bình thường. Đừng để hoàn cảnh tin tức bên ngoài lôi cuốn sẽ không có kết quả. Việc di chuyển, đi lại chỉ thêm hao tốn. Tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuổi Đinh Dậu ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều không nên tiến hành, giải quyết, nên dè dặt trong mọi chuyện. Có sự hao tốn, cực nhọc về đám tiệc khách khứa, người thân đến. Đi xa bất lợi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính. Cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều không nên. Chỉ là ngày nên sửa soạn, bàn bạc, dọn dẹp. Nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tuổi Tân Dậu ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Khó có công việc gì trong ngày làm nên kết quả như ý, hoặc làm mà không được hưởng công lao hoặc phải bỏ dở nửa chừng. Chỉ thuận lợi cho các công việc vặt vãnh thường nhật. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Tuổi Quý Dậu ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Việc gì cũng nên từ từ giải quyết dù có gặp sự trắc trở khó khăn. Nên giữ hòa khí trong nhà hoặc mọi người. Đi xa, di chuyển bất lợi. Có người đem đến tin buồn. Tử vi tuổi Tuất ngày mai. Thực thần soi tỏ, người tuổi Tuất không phải lo lắng nhiều đến chuyện tiền bạc, đặc biệt nếu bạn là người làm nghề tự do. Bản mệnh đang ngày càng khẳng định được chỗ đứng của mình nên khách hàng lúc nào cũng nườm nượp. Tuy nhiên, con giáp này không nên vội vàng thỏa mãn với những gì mà mình đang có, bởi chỉ cần dừng lại thôi là bạn rất dễ rơi vào cảnh thụt lùi. Hãy luôn tìm cách đổi mới bản thân, tìm hướng đi mới để có thể dẫn đầu trào lưu, không chậm chân so với người khác. Con số may mắn 41, 24, 21. Tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Tuổi Bính Tuất ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng.
hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo, tráo trở do người hay hoàn cảnh gây nên, hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi ro, tai nạn, hao tài. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tuổi Mậu Tuất ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên hòa hoãn, nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo, tráo trở do người hay hoàn cảnh gây nên, hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi ro, tai nạn, hao tài. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tuổi Canh Tuất ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Không nên ngại sự hao tốn, hãy giải quyết những việc đang ở trước mặt. Không nên chú trọng vào sự đóng góp ý kiến hoặc những chi tiết nhỏ nhặt vì đây là uy tín và danh dự. Có quý nhân giúp đỡ, hoặc gặp cơ hội tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tuổi Nhâm Tuất ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo, tráo trở do người hay hoàn cảnh gây nên, hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi ro, hao tài. Ngày không tốt, chỉ nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Tuổi Giáp Tuất ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Việc gì cũng phải tính trước, không hẳn sự việc xảy ra theo đúng ý mình, hoặc theo đúng như sự giao kết. Cầu mong về tài lộc có được chút ít nhưng cũng không tiêu xài được. Không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết. Có tin buồn nhỏ. Tử vi tuổi Hợi ngày mai. Ngày mai, tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Vốn là con giáp dễ gần, bản mệnh được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi đối diện khó khăn. May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân ngay trong ngày. Quý nhân sẽ giúp bản mệnh chọn ra những con đường phù hợp với mình trong tương lai. Những vấn đề còn tồn đọng cũng được giải quyết nhanh chóng. Con số may mắn 62, 13, 65. Tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Tuổi Đinh Hợi ngày 23 tháng 5 năm 2024. Nếu đã có dự tính thay đổi phương hướng thì phải tiến hành một cách chân thành và nhiệt tình. Không nên e ngại sự trắc trở, trở ngại sẽ có kết quả tốt vào một ngày khác. Cũng không nên e ngại sự hao tốn hoặc phải bỏ công sức, vì sẽ có người hiểu được mình. Có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tuổi Kỷ Hợi ngày 23 tháng 5 năm 2024, nếu đã có dự tính, thay đổi thì phải tiến hành một cách chân thành và nhiệt tình. Không nên ngại sự trắc trở, sẽ có kết quả tốt vào một ngày khác. Cũng không nên e ngại sự hao tốn hoặc phải bỏ công sức, vì sẽ có người hiểu được mình. Có cuộc vui nhỏ, hoặc được mời dự tiệc. Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tuổi Tân Hợi ngày 23 tháng 5 năm 2024, dù công việc có khó khăn đến mấy, nhưng nếu đã có dự tính, thay đổi thì phải tiến hành một cách chân thành và nhiệt tình. Không nên e ngại sự trắc trở, trở ngại sẽ có kết quả tốt vào một ngày khác. Cũng không nên e ngại sự hao tốn hoặc phải bỏ công sức, vì sẽ có người hiểu được mình. Có cuộc vui nhỏ, hoặc được mời dự tiệc. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tuổi Quý Hợi ngày 23 tháng 5 năm 2024, nếu không phải là chuyện của mình thì không nên vướng vào. Có nhiều sự bất hòa, bất mãn, trắc trở khó khăn trong nội bộ người thân, bè bạn, đồng sự. Do đó, công việc khó có sự trôi chảy, hay gặp trở ngại, bị bỏ dở, dễ có sự sai sót. Ngày không nên quyết định những chuyện lớn. Tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Tuổi Ất Hợi ngày 23 tháng 5 năm 2024, nên đón nhận cơ hội và sẽ có sự thuận lợi khi công việc được bắt đầu, hoặc muốn thay đổi phương hướng, hoàn cảnh hiện tại. Sẽ có người tiến dẫn đến thành công, vấn đề là do ý chí của mình có vượt qua được những khó khăn còn tồn tại hay không. Chuyện tình cảm, giao thiệp nên có tính cách lâu dài, chậm rãi. Tam hợp chiếu cố nên tiền bạc của bạn vẫn giữ ổn định hơn bạn mong đợi.
Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu gặp khó khăn về tài chính, bạn cũng sẽ được bạn bè, người thân giúp đỡ. Nhưng dự định mua bán trong ngày này của bạn sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi tử vi mới nhất mỗi ngày nha. Bye bye.